khởi đầu. Để kiến tạo mây resort bãi lữ, chúng tôi tâm niệm sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều. Và một điều không thể thiếu để đi đến thành công, đó là sự đồng hành, ủng hộ của quý lãnh đạo, đối tác, để mây resort bãi lữ tiếp tục lan tỏa phồn vinh,